Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Đồng giao cho người lớn. Tác giả Nguyễn Trọng Tạo. Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi. Có con người sống mà như qua đời. Có câu trả lời biến thành câu hỏi. Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới. Có cha có mẹ, có trẻ mồ côi. Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi. Có cả đất trời mà không nhà ở. Có vui nho nhỏ, có buồn mênh mông, mà thuyền vẫn sông, mà xanh vẫn cỏ, mà đời vẫn say, mà hồn vẫn gió. Có thương, có nhớ, có khóc, có cười, có cái chớp mắt đã nghỉ.